Xin chào, hôm nay rất vui gặp lại các em. Em trong bài tập bài học mới này. Hôm trước chúng ta đã học được cái bài đó là về chuyển động cơ là gì. Thì đó là những cái khái niệm cơ bản nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua một cái chuyển động thực tế ta có thể gặp được và đơn giản nhất mà mấy em có thể nhìn thấy được trong cuộc sống của mình. Đó là bài chuyển động điều. Ta qua bài số 2. Tôi sẽ tóm tắt một số phần lý thuyết cũng như là phần công thức để cho các bạn dễ làm bài tập cũng như hiểu rõ thêm cái phần về tính chất của chuyển động thẳng đều là như thế nào. Một đó là tốc độ trung bình. Thì ta có thể tốc độ trung bình là gì? Thì tốc độ trung bình nó là bằng tổng quãng đường vật đi được chia cho tổng thời gian mà vật đi được. S bằng V bằng S chia T. Công thức thứ hai đó là định nghĩa về chuyển động thẳng đều. Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là thẳng và tốc độ của nó như nhau trên mọi cung tròn. Tốc độ như nhau trên mọi đoạn quãng đường. Cho nên ta có là từ đó ta suy được là vận tốc trung bình cũng như bằng với vận tốc tức thời. Ta có là V trung bình bằng V. Công thức thứ ba đó là về phương trình chuyển động. Phương trình chuyển động là để ta xác định được vị trí của vật. Khi ta đã chọn hệ quy chiếu rồi thì ta sẽ có một cái phương trình chuyển động của vật có dạng là x bằng x0 cộng v t trừ t0. Nếu tôi chọn t0 bằng 0 thì tôi có là x bằng v0 bằng x0 cộng cho v nhân t. Nếu tôi chọn t0 bằng 0 và thêm một điều nữa đó là x0 bằng 0 thì tôi có là x bằng v nhân t. Thì ở đây là những cái dạng cơ bản nhất. Khi ta chọn hệ quy chiếu thì ta sẽ ra được những cái dạng cơ bản này để ta làm bài tập cho nó đơn giản và dễ nhất. Tiếp theo đó là quãng đường vật đi được. Thì ta có là quãng đường vật đi được là S bằng V nhân T. Hoặc là nó có thể công thức khác đó là X trừ X0. Bài toán về hai xe gặp nhau. Bài toán về hai xe gặp nhau tức là hai xe nó sẽ cùng ở một cái tọa độ. Thì nó cùng một tọa độ tức là ta có là X1 bằng X2 trong trường hợp này. Để hiểu thêm cái phần về các công thức cũng như là lý thuyết tính chất của chuyển động thẳng đều nó như thế nào thì ta có thể áp dụng một số bài tập để ta giải ấy ra và ta rút ra được tính chất của nó. Thì ta có một số bài tập áp dụng, các bạn sẽ tập bắt đầu làm bài tập áp dụng.